Hello, chào tất cả mọi người. Bây giờ là 8 giờ sáng mọi người ơi. Thì hôm nay, sáng nay thì mình đi thăm bẫy đó mọi người, bẫy trốn đấy. Mà đi đoạn này thì nhìn khung cảnh rất đẹp đấy mọi người ạ. Nên là review cho mọi người xem. Đây, phía bên này là thác Bà Voi này mọi người này. Đây, đoạn này này. Xa quá, đéo rõ. Chỗ kia là thác Bà Voi các mọi người. Lần trước mình có làm video mình thác Bà Voi rồi mọi người ạ. Đấy. Ở đây núi đây là cao nhất ở quê mình nha mọi người nhé. Đấy núi này là cao cao nhất nè mọi người ạ. Rất cao luôn đấy. Đây bây giờ review cho mọi người xem này. Đây giờ này có bông hoa đẹp nè mọi người. Thằng bảy chôn mọi người ơi, không dính con nào hết. Đấy, review cho mọi người xem. Đây mọi người này. Đấy. Chỗ kia là thác Bà Voi kìa mọi người. Xả quá mọi người ạ. Đéo thấy luôn. Đấy. Ở quê mình là rừng nguyên sinh. Đấy. Đây là mình đứng đứng đây nương nương họ đó mọi người ơi. Đấy. Còn phía bên này là cột đỏ gió này mọi người này. Cột đỏ gió đấy. Còn phía bên này là quạt điện gió này mọi người này. Đấy, nó đang quay kìa. Quạt điện gió mọi người ơi. Tổng cộng là 31 cốt nha mọi người nha. Cột điện gió ấy, tổng cộng ấy. Ở đây là cột này tí nữa quay thêm cho mọi người xem. Phía bên kia vẫn còn cả. Đấy. Đây mọi người ơi. Đây là phía toàn cành cột điện gió nha mọi người. Đấy. Ở quê mình ấy. Mọi người thấy này. Chỗ kia đường xa quá mọi người ạ. Nhìn thì gần để kia nhưng là cách cột là khoảng 300 m mọi người nhé. Cách xa nhé. Chứ không phải gần thế kia đâu. Đấy mình nhìn xa thì nó không gần. Đây, dòng dòng như hai cột này này. Đấy. Nhìn xa nhìn sát nhau. Còn thực tế mình gần thì xa lắm mọi người ạ. 300 m. Đấy, mọi người thấy. Nhìn không rõ mọi người à. Tại vì là mặt trời nó chói phía bên kia mà. Trước mặt mình mà. Tí nữa mình quay phía bên này này. Rõ hơn. Đây mọi người ơi. Đây mọi người thấy, nhìn phía bên kia là cốt 2, 3, 4 cốt kia nó gần sát gần nhau đúng không? Nhưng thực tế là mọi người coi này. Cái cốt này về bên cốt này mọi người này. Đấy, nó cách xa như thế này này. Tầm 500 mét đấy. Mọi người ạ, đấy. Rồi mình nhìn xa phía bên này này. Đấy. Nhìn sát nhau tới kia đúng không? Đấy. Nhưng mọi người thấy đấy. Rồi, cột này này, cột này với cột này này. Cách xa nhau tầm 500 mét đấy. Đây mọi người thấy. Ở đây là toàn cành mọi người à. Tít phía bên kia là vẫn còn mọi người nha. Tít phía bên kia đấy. Vẫn còn. Ở đây mọi người thấy này, 6, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10.
11, 13, 16, bên này là mọi người này, 31 cốt. Đây, mọi người ơi, tí nữa mình xuống đường này mọi người này. Người thế nào ạ? Người thấy thế nào ạ? Dốc không ạ? Đấy, để dài mình này. Mình lao đường này mọi người ơi. Ui, kia có con chim đại bàng này mọi người ơi. Nó đang kêu ầm ầm ấy. Như này này. Đấy, như con nó ấy. Ui trời, như con nó mọi người ạ. Bây giờ về thôi mọi người ơi. Mình lao đường này này. Rất là từ từ luôn mọi người ơi, quá dốc mà. Đấy, à quên, đây là sim này mọi người này. Đấy, mọi người thấy sim chưa? À, sim lại buôn mùa trên này là 1 ký là 20.000 nha mọi người nhá. Đấy, lại buôn mua bên này là 20.000 là mọi người 1 ký. Mọi người thấy sai chạy chưa? Đấy, mình đều chưa chín nè mọi người ơi. Chưa chín nhiều lắm. Thì bên kia nữa kìa. Đấy, đây có một cơn sim, bên kia có một cơn sim nữa kìa. Mọi người thấy một cơn này là sai chạy nhất nha. Chưa, rất là sai trái luôn. Còn video mình đến đây là kết thúc thôi mọi người ơi. Chào tạm biệt mọi người nha. Đây mọi người ơi, mọi người thấy đây review thêm cho mọi người thêm đi nữa. Ôi, chào tạm biệt mọi người nha.